Rồi xin chào các bạn ha, hôm nay mình cũng có lên cây khế ha các bạn, khế già ha, là khá già ha các bạn. Nè nói chung là nó cao khoảng 25 mấy bạn ơi. Nè khế này ghép khế Nhật nha các bạn. Mấy bạn mà lúc trước có giao lưu khế với mình á, thì mấy bạn cứ cắt gút đi, nó nè nó sạch bông nè. Mấy bạn cắt gút lại là nó sạch bông rồi ha. Cái khế này nó ngộ vậy đó, mấy bạn cứ cắt lại ha. Các bạn bấm gút lại là nó sạch bông rồi, sạch bông là nó đi trái luôn nha các bạn. À, nó đang sạch bông nữa các bạn. Bữa thì mình cũng cắt gút lại đó, giờ nó sạch bông ha. Khế Nhật nó vậy các bạn ơi, bạn phải cắt gút ha. Đó, còn đế nè, vô chậu đẹp hết rồi mấy bạn, chỉ việc về chăm thôi ha. Khế này mã số 1 các bạn, mình báo giá các bạn là 150k ha. Đó, mình bán ở đây là mình không có bao phí ship nha các bạn. Đó, à, bông nè các bạn. Này cái khế này dễ sạch bông mấy bạn, khế Nhật này các bạn cắt gút là nó sạch bông rồi ha, cắt gút lại hết là nó sạch bông rồi ha. Nó cao khoảng 25 á bạn ơi. Chậu này thì mình vô chậu được đẹp hết rồi, mấy bạn chỉ việc về chăm thôi ha. Đó, mấy bạn về chăm là nó sạch bông nha các bạn. Rồi mã số 1 mình giao lưu mấy bạn là 150k ha. Cái thanh nó thì bự hơn cái chiếc bích nè các bạn. Cái thân nó bự hơn cái chiếc bích nha các bạn. À, cái thân nó bự hơn chiếc bích nha. Đó, mình ghép cái Nhật nha các bạn. Rồi, mình qua mã ha các bạn. Mã này mã số 1 150k ha các bạn. Rồi, mình qua mã ơi. Rồi, mã số 2 là một cây sâm hương các bạn. Đó. Sâm hương này già lắm rồi nha. Nói chung mình bán mấy bạn cái mã số 2. Mã số 2 này mình cũng giao lưu với bạn 150k các bạn ơi. Ồ, đẹp lắm ha, già nu lắm ha các bạn. Ồ, 150k các bạn. Chung này về mấy bạn lên tiểu cảnh này cũng đẹp lắm ha. Thì cái chậu này chậu nhỏ ha các bạn. Nè, chậu cầm tay ha. Mấy bạn về lên tiểu cảnh là đẹp lắm ha các bạn. Ồ, rất ngay luôn á. Mình cũng tính làm vài cái tiểu cảnh mình giao lưu với bạn các bạn ơi. Đó. À, đơn giản thôi các bạn. Đó, dưới cái nhà dưới nhiều khi mình để một hai ông lão ngồi quánh cờ thế này kia cũng đẹp đó các bạn. 150k sâm hương thì nó dễ nuôi lắm các bạn. Nhưng mà chi dâm thì nuôi lâu thôi. À, già nuôi lắm rồi nha các bạn. Già lắm rồi. Rồi mã số 2 mình cũng giao lưu với bạn 150k ha. Nè cầm tay nha các bạn. Đó, nó có con cành lả ra nè các bạn. Đó, mấy bạn về chế biến thêm ha, vô tiểu cảnh là đẹp lắm ha. Rồi mã số 2 150k các bạn. Rồi những cây mã số 3 nè các bạn. Linh Sam 86 ha. Về các bạn tự làm mâm chi thì mình chia sẵn hết rồi. Mâm đồ mình có đi kẽm sơ nó hết rồi nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc về mấy bạn chế biến là thêm thôi ha. Đó, Linh Sam 86 nha các bạn. Giao lưu với bạn 120k ha. Mấy bạn về mấy bạn cắt sữa lại là nó đẹp ha. Mấy bạn đi kẽm rồi mình cũng đi nước kẽm một hết rồi. Mấy bạn về chỉ việc sắp mâm ra là phân ra là lập ngọn nó lại nè. Cái bên kia mâm, bên em mâm rồi các mấy bạn xài ha. Các bạn vô chậu luôn. Cái cây này bự nha các bạn. Nó bự hơn cái viết bích luôn, hơn cái viết bích xanh nãy các bạn. Nè để mình so sánh ha. Nè nó bự ha. Cái này bự lắm nha các bạn, bự hơn cái viết này nha. Ồ, rễ nè. Để rễ thì dữ lắm ha. Các bạn đều lắm. Cây này đều lắm, mấy bạn về mấy bạn chỉ việc vô cắt lại thôi ha. Sửa soạn lại. Nói chung về cắt sơ là được rồi ha. Rồi mã số 3 này mình giao lưu với bạn 120k ha. Đó, Linh Sam 86 các bạn, xiên bông lắm ha. Đó, còn mã số 4 cũng Linh Sam 86 các bạn ơi. Đó, thì mấy bạn về chỉ việc mình có đi kẽm nước một hết rồi. À, mấy bạn về chỉ việc phân tàn ra nữa nè. Mấy bạn đi thêm cái nước này nữa, cái là dưới cành phong ở sau nữa cái được rồi ha. Ồ, thì đế cây nào cũng có bạn ơi, bạn về khui ra ha. Đế đẹp lắm mấy bạn, về khui ra cây nào cũng đều bốn mặt hết á.
Thì cái mã này nó cũng bự hơn chiếc Bách mình vậy đó bạn. Nè, bạn so sánh nè. Thì này nó cao khoảng này, chiếc Bách này nó cao từ đây cỡ 20 các bạn ơi, 23 đi. Rồi cái mã này mã số 4 các bạn, mình giao lưu với bạn cũng 120k ha. Mấy bạn về chỉ việc chăm là nó xịt bông tím đẹp lắm bạn, thơm nha, sáng nó thơm nha, linh xanh 86 các bạn, 120k luôn ha. Rồi mã số 4 qua mã ha các bạn. Mấy bạn mua thì liên lạc số điện thoại trên màn hình Zalo của mình đó các bạn. Rồi mình bán ở đây là mình không có bao tiền ship nha các bạn. Rồi mã số 5 là cái trạo kiến mấy bạn ơi. Cây này nó đang đeo trái nè. Này thì mâm chi nó ấy hết rồi, tại mình chưa có cắt dọn thôi. Mấy bạn về cứ việc cắt dọn ha. Mấy bạn về mấy bạn chế cái này thành cái đổ cũng được nè các bạn. Mấy bạn về mấy bạn rút chậu mấy bạn đổ ha. Đó, cành lên rồi một cành đổ xuống nè. Thì mấy bạn về chế biến lại ha. Nó có một cành đổ ha. Nè trái nè. Trái này ăn được luôn nha các bạn. Bông trắng nha. Đó. Cây trạo kiến này mã số 5 các bạn ơi. Đế thì đẹp lắm nha, tại mình chưa có khui nó lên nha các bạn. Mấy cây này thì già lắm các bạn ơi, già da dẻ trắng bóc luôn các bạn. Mình nuôi nén chậu trong đây riết rồi nó già các bạn ơi. Dạ, cây này già nu lắm ha. Bự ngón tay cái mình luôn các bạn. Bự bằng cái đầu nhỏ của cây viết long xanh đó nha bạn, viết long đó nha. Nè có trái nè các bạn. Trái nó ăn được luôn nha. Đó, mã số 5 là mình giao lưu với bạn 150k ha. Nè, có trái đẹp lắm. Nè về mấy bạn cắt gút đây nè. Cắt gút lại hết ha, là nó đẹp cây rồi ha. Cây này cao chắc cũng nè, gan tay mình nè. Thấp hơn gan tay mình chút nha. Đó. Nó có một cành phóng ra, đựng cành lên, mấy bạn về mấy bạn chế đổ ha, mấy bạn đổ cho cành này nó đổ xuống cũng được. Mấy bạn về chế biến thêm ha. Cây này thì già nu lắm rồi các bạn ơi, bông trái thì thôi. Xương dâm nó nuôi trong cũng kỹ lắm nha các bạn. Đó 150k, mã số 5 mấy bạn. Đó 150k qua mã các bạn. Rồi mã số 6. Mã số 6 này nè. Cũng cái trạo kiến các bạn. Bông trái đỏ nè các bạn thấy không? Đẹp lắm nha, nuôi già nó mới có bông trái nha các bạn. Đó nè. Già nu lắm rồi nghe các bạn. Cây này lắc léo nha. Cây này cây nghệ thuật luôn các bạn ơi. Nè. Nó cao nè. Này nếu mà xong xuôi thì nó cao khoảng 16 cm nữa các bạn nè, cao nè. 16 cm nè ha. Đó, các bạn về các bạn làm ở lại ha. Đường cong rễ nè. Già lắm rồi nghe các bạn. Đó, mã số 6 này mình giao lưu với các bạn là 140k ha. Các bạn về chế biến thêm ha, 140k ha. À. Còn mấy bạn nào có tiểu cảnh ha, mấy bạn về sắp mâm chi là cắt gút thật gút lên cái bắt đầu nó xịt là đẹp mà. Là bạn làm tiểu cảnh thì nó đẹp nha. Như già nu lắm mà như cây cổ thụ các bạn. À 140k ha các bạn. Mã số 6 nha các bạn. Trà Phúc Kiến mình bán ở đây là mình không có bao tiền ship nha các bạn. Nó chín đỏ thấy mê luôn. Trái nó bù nè. Bông trái lắm các bạn ơi. Rồi 140k luôn nha các bạn. Trà Học Kiến nha. Rồi 140k. Mã số 6 nha các bạn. Rồi giờ mình qua mã nha các bạn. Còn mã cuối cùng nha. Mã này cũng cái trà Học Kiến mà này mình già lắm rồi nha các bạn. Rút chậu đẹp ha, đổ nha. Nè. Già lắm rồi nghe, mình cũng có đi kẽm mà kẽm ăn nè, ăn cũng ấy rồi ha, bạn về tháo được rồi ha. Ồ, già nu lắm nghe, mình vô chậu đẹp rồi đàng hoàng hết rồi. Cái này về với việc cà phê thôi ha. Đổ nha các bạn. Ồ, cái này duyên lắm nghe. Đó. Cái này thì dạng mini cà phê được rồi mấy bạn ơi. Các bạn về tháo kẽm ra được hết rồi nha.
Rồi cái này mã số 7 mình giao lưu với bạn 150k luôn ha. À, chậu đẹp ha, về cà phê là thôi. Già nu lắm rồi nghe các bạn. Ồ, kẽm thì nó siết vô thân luôn rồi. Mấy bạn giờ chỉ việc tháo kẽm ra ha. Mà mấy bạn nên cắt á nghe, chứ đừng có mời mình tháo nhiều, nhiều khi nó ấy chứ mấy bạn cơ có kìm bấm, bấm bỏ luôn. Đó. 150k ha. Này về bạn nuôi là xịt bông xịt trái luôn nha các bạn. Rồi xin chào mấy bạn ha, hẹn gặp lại mấy bạn ở clip sau. 150k nha các bạn. Thôi vô chậu sẵn hết rồi, giờ chỉ việc này là chăm nuôi chơi thôi. Đẹp ha. À. Rồi xin chào các bạn ha.